trên đường đưa cảnh đến động thiên lang nha để gặp vương mẫu tiểu yêu trông thấy một chú lang điểu màu trắng đậu trên cành hoa đào nàng nói với cảnh đây là liệt dương cảnh cúi chào liệt dương liệt dương cao ngạo nhìn cảnh nói vương mẫu đang lúc tỉnh táo hai người vào đi cảnh và tiểu yêu vào phòng thấy vương mẫu đang nằm trên giường gỗ đào Tệ quân và Thủy Hồng đứng bên cạnh, cảnh bước tới thi lễ, đồ sơn cảnh kính chào vương mẫu nương nương, vương mẫu lạnh lùng liếc chàng, tiếp tục uống rượu, không thèm để ý đến chàng, cảnh quỳ xuống, trước lúc ra trận, mẹ tiểu yêu đã cậy nhờ nương nương chăm sóc nàng. Nương nương đã nuôi dưỡng nàng 70 năm, và luôn luôn quan tâm lo lắng cho nàng. Bởi vậy, tiểu yêu có trách nhiệm gánh vác trọng trách nương nương giao phó nhưng tiểu yêu là vợ cháu cháu không thể để nàng tiếp quản ngọc sơn vương mẫu hậm hực cậu cho rằng ngôi vị vương mẫu thích thì làm không thích thì thôi chắc tiểu yêu ngồi xuống cạnh vương mẫu lúc lắc cánh tay bà bà thân yêu ơi bà đừng trêu chọc chàng nữa vương mẫu hết cách đành bảo cảnh đứng lên đi con gái lớn thường khó bảo chẳng giữ được mãi ở bên mình tạ ơn nương nương, cảnh cung kính dập đầu lại vương mẫu ba lại, rồi mới đứng lên, thủy hồng buồn bã hỏi, tiểu yêu không làm vương mẫu nữa, vậy ai sẽ kế vị đây? Vương mẫu đưa mắt nhìn tệ quân, tệ quân nói, thần đã sai thanh điểu đi thông báo với bạch chỉ. Nghi lễ kế vị lùi lại vài ba ngày hẳn là không vấn đề gì bạch chỉ thủy hồng suy nghĩ một lát khẽ thở dài gật đầu nói cô ấy rất phù hợp vương mẫu hạ lệnh nếu ngươi không phản đối thì cứ quyết định như vậy đi sau khi kết thúc nghi lễ kế vị hãy công bố với thiên hạ bạch chỉ trở thành vương mẫu mới tiếp quản ngọc sơn vâng thủy hồng vái chào rồi lui ra ngoài vương mẫu hỏi tiểu yêu và cảnh hai ngươi định thế nào cảnh nhìn tiểu yêu tiểu yêu cười đáp nương nương từng nói nơi nào tâm ta được an nơi ấy là nhà thiên hạ rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ tìm được một nơi vắng vẻ cho chúng cháu an cư lạc nghiệp vương mẫu gật đầu chỉ cần tâm được bình an thì nơi đâu cũng có thể là nhà hai ngươi thu dọn rồi đi đi tiểu yêu nói cháu chưa muốn đi cháu muốn ta biết cháu muốn thấy ta chết nương nương cháu vương mẫu giơ tay lên tỏ ý bà hiểu cả các ngươi muốn thấy ta chết nhưng ta không muốn tiểu yêu tệ quân đều buồn rầu ủ rột tiểu yêu nói chúng cháu ở lại thêm vài ngày nữa tùy các ngươi Ta mệt rồi, các ngươi, Vương Mẫu muốn Tiểu Yêu và Cảnh gia về, nhưng Tệ Quân ho khẽ một tiếng, Vương Mẫu lập tức chuyển chủ đề, hỏi: "Các ngươi biết trong cơ thể Tiểu Yêu có sâu độc không?" Tiểu Yêu ngỡ ngàng không đáp. Cảnh nói: "Dạ, biết." Vương Mẫu tiếp tục, trong lúc Tiểu Yêu vẫn còn hôn mê, "Ta phát hiện thấy trong cơ thể nó có loài sâu độc nên đã giải độc giúp nó." hai ngươi không phản đối chứ, cảnh vui mừng khôn xiết, ấp úng nói, ý người là, sâu đồng trong cơ thể tiểu yêu đã được loại bỏ, vương mẫu lạnh lùng đáp, ngươi nghi ngờ lời ta nói, cảnh vội chữa, dạ không, không phải. Chỉ tại cháu vui mừng quá đó thôi, vương mẫu xưa nay tính tình lạnh lùng, rất kiệm lời, nhưng bà đã nói là làm. Bà nói sâu độc đã được giải, thì chắc chắn là như thế, tiểu yêu thấy cảm xúc trong lòng nàng thật hỗn loạn khi tương liễu hành thích chuyên hút và giết nhầm phong long, nàng lấy máu mình trả nợ cho y, hai người đoạn tuyệt mọi ân nghĩa. nhưng khi biết mối dây liên hệ cuối cùng của hai người đã bị chặt đứt trong lúc nàng không hề hay biết, nàng cảm thấy hụt hẫng lạ lùng. tiểu yêu thầm nhủ người ta từ đầu chí cuối chỉ coi ngươi như một quân cờ, ngươi buồn cái nỗi gì? Lẽ nào còn lưu luyến thái độ lạnh lùng vô tình của y hay sao? Vương Mẫu mệt mỏi khép mắt lại, xua tay. Tiểu Yêu và Cảnh cúi chào ra về. Tệ Quân cũng theo họ rời khỏi căn phòng, đi đến rừng đào, Tệ Quân nói, nhiều việc dồn dập, ta chưa có thời gian hỏi thăm rốt cuộc ai đã cứu Cảnh và vì sao mãi đến bây giờ mới quay về, Cảnh đem câu chuyện vợ chồng người cá cứu mình ngoài biển kể lại cho Tệ Quân nghe xong tệ quân thoáng giật mình yêu quái chín đầu vốn là loài yêu quái rất có uy lực ngoài biển cả y hoàn toàn có thể sai khiến người cá làm việc cho mình người cá vốn không hiểu tiếng người biển cả lại bao la vô tận như vậy dù chính y đã làm việc đó chắc chắn y sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì tiểu yêu hỏi a à tệ sao thế vì sao vẻ mặt của huynh kỳ lạ vậy không sao hai ngày sau bạch chỉ tới ngọc sơn tham gia nghi lễ kế vị ngọc sơn công bố với toàn thiên hạ họ đã có vương mẫu mới sáng hôm sau tiểu yêu và cảnh tới thăm vương mẫu thì bị thủy hồng giữ lại ngoài cửa thủy hồng nói a mi đã qua đời một lúc sau tiểu yêu mới hiểu a mi chính là vương mẫu thủy hồng nói với tiểu yêu đừng buồn bà ấy ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong giấc ngủ gương mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện ta nghĩ có lẽ bà ấy đã gặp được người bà ấy muốn gặp thủy hồng lại quay sang nói với cảnh cậu đã ở ngọc sơn đủ ba ngày trước khi trời tối cậu phải rời khỏi đây cảnh kéo tay tiểu yêu quay về tiểu yêu buồn bã nghĩ ngợi có phải khi tiếp quản ngọc sơn tất cả các vương mẫu đều đã đoạn tuyệt hoàn toàn với hồng trần nên khi ra đi họ đều ra đi nhanh chóng như vậy tiểu yêu và cảnh ở lại ngọc sơn là vì vương mẫu nay bà đã mất hai người chuẩn bị rời khỏi đó liệt dương và tệ quân đến tiễn họ tiểu yêu hỏi hai người hai huynh có dự định gì không liệt dương và tệ quân đưa mắt nhìn nhau tệ quân nói chúng tôi đã quen sống trên ngọc sơn không định đi đâu cả còn muội tiểu yêu nhìn cảnh và nói muội và chàng chưa bàn bạc chi tiết có lẽ sẽ về thanh khâu một chuyến cảnh cần xử lý những việc còn giang dở tệ quân nói khi nào định ngày thành hôn hãy báo với chúng tôi cảnh đáp vâng tiểu yêu nói vậy muội đi đây tệ quân nói với cảnh ta giao tiểu yêu cho cậu cảnh cuối người thi lễ tôi sẽ chăm sóc tiểu yêu chu đáo liệt dương tỏ ra rất thoải mái trong khi tệ quân sợ hãi tránh sang bên tệ quân vốn là yêu tinh cáo cáo chín đuôi lại là vua của loài cáo nên khi gặp cảnh bản năng loài cáo khiến tệ quân cảm thấy kính sợ chàng có điều yêu lượng của tệ quân rất cao siêu nên mới có thể dùng linh lực chấn áp nỗi sợ hãi bản năng của mình đêm hôm đó tiểu yêu và cảnh về tới thanh khâu tiểu yêu hỏi nghỉ ngơi một đêm sáng mai hãy đến phủ đồ sơn được không nên đi ngay ta không muốn kinh động đến nhiều người khi tiểu yêu và cảnh xuất hiện trước mặt tĩnh dạ và hồ chân hai người bất ngờ đến nỗi không thốt được lời nào cảnh cười hỏi sao thế hai người không vui khi thấy ta sao tĩnh dạ quỳ sụp xuống nức nở công tử công, Hồ chân tỏ ra bình tĩnh hơn, cậu ta vái chào cảnh và nói, mời tộc trưởng ngồi, cảnh cười, bảo, trở lại cách xưng hô như trước kia đi, ta không còn là tộc trưởng nữa, tiểu yêu đỡ tĩnh dạ dậy, em khóc lóc gì thế, cảnh trở về, em không vui sao, mấy hôm trước, ai đã gào khóc thảm thiết suốt nửa canh giờ liền. Cảnh liếc tiểu yêu, đưa tay lên che miệng, hắng giọng để khỏi phì cười, cảnh hỏi hồ chân, bé chấn khỏe không? khỏe, rất khỏe, Hồ chân tường thuật lại toàn bộ diễn biến sự kiện đồ sơn chấn kế vị tộc trưởng. Cuối cùng, cậu ta kết luận, tuy tộc trưởng là con trai của hầu công tử và phòng phong ý ánh, nhưng nhờ sự dạy bảo bấy lâu của công tử, nên tôi quan sát thấy, cách hành xử của cậu ấy rất giống với công tử chắc chắn sẽ là một vị tộc trường xuất sắc, tĩnh giả lúc này mới bình tĩnh trở lại, nàng bổ sung, chúng em vốn không định cho cậu ấy biết sự thật vì sao công tử mất tích. Nhưng vì bia miệng thế gian quá phức tạp, sợ cậu ấy suy nghĩ lung tung, nên chúng em quyết định kể lại sự thật cho cậu ấy. Sau khi bàn bạc, em và Hồ chân trao cho cậu ấy bức thư mà phòng phong ý ánh để lại, và kể cho cậu ấy mọi chuyện. Khi biết được thân thế thực sự của mình, tổng trưởng đã buồn mất một thời gian dài. Em cứ lo tộc trưởng sẽ hận công tử, nhưng cậu ấy bảo bác cả và mẹ sai rồi. Cậu ấy còn nói, nếu không vì tới thăm, ta cha sẽ không mất tích. Mãi đến bây giờ, tổng trưởng vẫn không chịu gọi hầu công tử là cha mà chỉ gọi là bác cả và vẫn gọi công tử là cha như trước kia, cảnh nói, nghĩa tử là nghĩa tận các ngươi hãy chịu khó tìm cơ hội kể lại cho tộc trưởng nghe những câu chuyện về anh trai ta thuở nhỏ cả những chuyện của hai chúng ta trước khi hai anh em trở mặt thành thù để bé trấn hiểu rằng mọi việc làm sai trái của anh trai ta đều có nguyên nhân sâu xa sai là sai ở bà nội nó trước nhất tĩnh giả dạ vô cùng căm hận hầu không muốn nhắc đến hắn nhưng nay cảnh đã trở về nỗi căm hận đã vơi đi nhiều nàng nhận lời nô Tỳ hiểu hồ chân nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của cảnh liền hỏi vì sao công tử không trực tiếp kể cho tộc trưởng nghe chuyện đó lẽ nào công tử định rời khỏi thanh khâu cảnh mỉm cười đáp đêm nay lặn lội về đây là để chào từ biệt hai người tĩnh giả như sắp khóc hồ chân hỏi công tử định đi đâu cảnh nhìn tiểu yêu cười đáp tiểu yêu đi đâu ta đi đó hồ chân muốn nói gì đó nhưng nay nhà đồ sơn đã yên ổn đồ sơn trấn cũng đủ sức đủ tài đảm đương trọng trách cảnh và tiểu yêu đã phải trải bao đau thương mất mát Nghĩ tới đây, Hồ Chân đành giữ lại những lời muốn nói, cảnh trao cho Hồ Chân hai thẻ ngọc, một thẻ trao cho bé Trấn, một thẻ trao cho các vị trưởng lão, cảnh nắm tay tiểu yêu, đứng lên, tĩnh giả bật khóc, công tử, cậu. Cậu, cảnh cười, nói, lấy chồng rồi mà sao vẫn mít ướt như vậy. Hồ Trân, mau khuyên nhủ vợ ngươi đi, cảnh quay người định bước đi, tĩnh giả bỗng gọi với theo, xin công tử chờ một lát, tĩnh giả hiểu rằng, chia biệt lần này khó có dịp gặp lại. Công tử, sau này nô tỳ không được hầu hạ công tử nữa, xin cho em lạy tạ công tử ba lạy, tĩnh giả quỳ xuống, vừa khóc vừa vái lạy cảnh. Cảnh đã có ơn thu nhận, nuôi dưỡng, dạy bảo, che chở tĩnh giả. Không có cảnh, sẽ không có tĩnh dạ hôm nay, tĩnh dạ vái lại xong, cảnh tươi cười, gật đầu với hồ chân, rồi nắm tay tiểu yêu, bước ra cửa. Vạt áo họ bay bay trong gió, hai người xa dần, xa dần, tĩnh dạ nước nở đuổi theo, công tử ơi, công tử, giữa màn đêm tăm tối, dưới trời trăng vàng vặc, một cánh bạch hạc chở hai người bay về phía mặt trăng, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Một trận gió thổi qua, cuốn theo mọi dấu tích, chỉ còn lại trăng sáng như gương, lặng lẽ rát bạc khắp nhân gian, chưa hôm sau, tiểu yêu và cảnh về đến thành hiên viên, bạch đế không ở núi hiên viên. Tiểu yêu định đến thẳng tiệm rèn tìm ngài. Nhưng cảnh giữ nàng lại và bảo, chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ tạm, tắm gội sạch sẽ, nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai hãy đi gặp bạch đế bệ hạ, tiểu yêu hỏi, vì sao, cảnh tỏ ra ngượng ngùng, khẽ đáp, ăn mặc chỉnh tề đi gặp bố vợ thì tốt hơn tiểu yêu cố nhịn cười gật đầu tán thành cũng phải chúng ta đã đi cả chặng đường dài vất vả hình ảnh công tử thanh khâu đẹp trai của chàng giảm sút đi khá nhiều cảnh kéo tiểu yêu vào nhà trọ hai người nghỉ ngơi một đêm hôm sau ăn mặc tề chỉnh mới đến tiệm rèn trong ngõ cầu vĩ sáng tinh mơ mà phố xá đã đông đúc nhộn nhịp nhưng bước chân vào ngõ nhỏ cầu vĩ thì thấy nhà nào nhà nấy cửa đóng then cày rất mực yên tĩnh thanh tịnh cảnh gõ cửa tiếng miêu phủ vọng ra ai đó sao đến sớm vậy lúc nữa hãy quay lại tiểu yêu suỵt một tiếng ra hiệu cho cảnh im lặng họ tiếp tục đập cửa thật mạnh cứ ngỡ miêu phủ sẽ tức giận xông ra và bị họ dọa cho một trận khiếp vía nhưng bỗng có ai đó từ mái nhà thình lình nhảy xuống lao vào tiểu yêu cảnh và tiểu yêu cùng giật mình sợ hãi nhanh như chớp cảnh một tay kéo tiểu yêu vào lòng tay kia tấn công kẻ lạ buộc hắn lùi lại phía sau tiểu yêu vội ngăn cảnh và gọi tay trái dừng tay gã đó đột nhiên dừng lại cảnh thu linh lực về Tiểu yêu chưa kịp giới thiệu hai người với nhau thì miêu phủ từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy tiểu yêu, gào khóc. Tiểu yêu vỗ về, đừng khóc, đừng khóc, một lúc sau miêu phủ mới bình tâm trở lại, vừa ngẩng đầu lên và trông thấy cảnh, nàng ta sợ hãi hét lên, chạy về phía tay trái, không quên kéo tiểu yêu chạy theo. Vì linh lực thấp kém, tiểu yêu đành mặc cho miêu phủ kéo mình đi. Miêu phủ đẩy tiểu yêu ra sau lưng nàng và tay trái, rồi dựa người vào tay trái, mới đủ sức để nhìn cảnh, và run rẩy hỏi, cậu, cậu, cậu là ai, cảnh cười, đáp, theo cô thì ta là ai? Cảnh công tử, cậu sống lại đấy ư, tiểu yêu cốc miêu phủ một cái, thế này mà đòi làm ám vệ sao? không biết năm xưa làm thế nào mà em qua được vòng tiền chọn tiểu yêu quay về bên cạnh nắm tay chàng giới thiệu với tay trái người này chính là cảnh tay trái nhìn cảnh từ đầu đến chân lạnh lùng nói huynh chưa chết rất tốt nói xong liền quay vào nhà tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc chuyện tiểu yêu le lưỡi với cảnh em không giới thiệu chắc chàng cũng đoán ra cậu ta là ai bốn người vào phòng khách bạch đế ngồi ở vị trí chủ nhà trông thấy cảnh ngài không mảy may ngạc nhiên cảnh và tiểu yêu quỳ xuống lại ngài ba lại cảnh nói thần đã trở về bình an thần xin lỗi vì khiến người lo lắng bạch đế gật đầu ta không sao nhưng ngươi đã khiến tiểu yêu phải khổ sở cảnh bối rối thần hiểu ngươi hiểu được là tốt ngày sau hãy lo mà bù đắp cho nó cảnh đã hết bối rối chàng nói thần nhất định sẽ bù đắp cho nàng đứng dậy cả đi, cảnh và tiểu yêu ngồi xuống ghế. Tiểu yêu thấy bạch đế từ nãy đến giờ không thèm nhìn mình thì cười. Đon đà, hỏi, phụ vương, cha dạy cho tay trái kỹ năng gì rồi, bạch đế lạnh lùng đáp, các ngươi biết ta không thể rời khỏi hiên viên sơn, nên kẻ nào kẻ nấy ngang nhiên dối gạt ta. Con nói đi, vì sao đột nhiên bảo bọn chúng đến chỗ ta? lại còn căn dặn ta trong vòng 10 năm không cho chúng đi khỏi. Vì sao chuyên húc đột ngột bí mật đến quy khứ? Còn nữa, vì sao chuyên húc bảo con không khỏe? Trong vòng một tháng mà nó đến Ngọc Sơn hai lần. Có điều gì bất thường ở đây, tiểu yêu không biết phải nói sao. Không phải nàng không tin tưởng cha nàng, mà vì nàng không muốn cha biết chuyên húc đã gây ra chuyện gì đây là chuyện riêng của nàng và chuyên húc nên ngay cả với cha nàng nàng cũng không muốn nói cảnh hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của tiểu yêu chàng giải vây giúp nàng tiểu yêu nàng đi chuyện trò với tai trái và miêu phủ đi ta có chuyện muốn thưa riêng với bệ hạ vâng tiểu yêu như chút được gánh nặng nàng cùng tai trái và miêu phủ rời khỏi phòng đi xuống bếp Miêu Phủ vừa chuẩn bị bữa sáng vừa kể cho Tiểu Yêu nghe về cuộc sống của nàng và tay trái những ngày vừa qua, bữa sáng xong xuôi cũng là lúc cảnh và Bạch Đế kết thúc cuộc chuyện. Bạch Đế không còn tỏ ra lạnh nhạt với Tiểu Yêu nữa tiểu yêu kéo tay áo cảnh dùng khẩu hình hỏi chàng chàng đã cho phụ vương biết sự thật ư cảnh chỉ mỉm cười không đáp múc cho tiểu yêu một bát canh họ vừa xong bữa tiệm rèn có khách bạch đế phải ra ngoài cửa hàng đón tiếp tiểu yêu vội hỏi cảnh chàng đã nói với phụ vương sự thật tất nhiên là không nàng không muốn ngài biết thì sao ta dám nói tiểu yêu thở phào thế thì tốt nhưng nàng thấy băn khoăn ngay sau đó chàng không nói sự thật và cha cũng không gạn hỏi ư ta nói với ngài dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra nay thần và tiểu yêu đều bình an trở về chúng ta không cần phải truy xét ngọn nguồn nữa điều quan trọng là những ngày sắp tới phải làm sao để chúng ta đều được bình an chỉ vậy thôi và phụ vương không hỏi thêm nữa tiểu yêu trước kia bệ hạ không phải là thợ rèn ta nghĩ có nhiều chuyện bệ hạ đã đoán ra được phần nào khi nãy ngài hỏi nàng không phải vì muốn biết sự thật mà chỉ vì ngài đau lòng đó thôi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy nhưng nàng không buồn nhờ ngài giúp đỡ em nhờ cha chăm lo cho tay trái và miêu phủ còn gì cảnh nhìn tiểu yêu chăm chăm không nói tiểu yêu biết mình sai nàng cúi đầu em biết phụ vương liệt dương và a tệ đều rất thương em nhưng đây là chuyện riêng của em và chuyên húc em không muốn bất cứ ai can thiệp cảnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tiểu yêu không ai trách nàng chỉ thấy thương nàng thôi tiểu yêu vòng tay ôm cảnh em biết hai người lặng lẽ trong vòng tay nhau một lúc sau tiểu yêu hỏi chàng chỉ nói một câu mà khiến phụ vương hết giận em nhưng hai người đã trò chuyện rất lâu kia mà hai người nói chuyện gì vậy cảnh cười đáp cứ tưởng nàng sẽ không hỏi nữa theo nàng thì chuyện gì có thể khiến bệ hạ và ta cùng quan tâm đến vậy em ư ừ, thông minh lắm tiểu yêu nhíu mày em có cảm giác chàng giấu giếm gì đó mau khai báo sự thật đi bệ hạ và ta đang bàn xem khi nào thì ta có thể gọi ngài là phụ vương, tiểu yêu đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh, nàng nghiêm túc hỏi, hai người có đạt được kết quả gì không, cảnh đưa ngón tay lên quệt mũi tiểu yêu, nghiêm túc đáp, màu phấn má này tuy rất đẹp, nhưng nếu phối với màu áo cưới thì chưa đủ đậm đâu, tiểu yêu không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích, rồi vừa đưa tay lên che mặt, vừa đấm cảnh, nói mau chàng không chịu nói em bỏ đi liền ai thèm chứ cảnh nắm lấy nắm đấm của nàng nói ta không cha không mẹ không quyền không thế không nhà không cửa không có gì ngoài tấm thân này nàng cũng chỉ có vài người thân sau khi bàn bạc, ta và bệ hạ đã quyết định, bốn hôm nữa là ngày lành tháng tốt, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ trên chiêu vân phong, nàng thấy sao, nước mắt lưng tròng, tiểu yêu gật đầu, vâng, bốn ngày sau, trên núi hiên viên, sáu ngôi mộ nằm giữa vạt đồi mọc đầy cỏ dại. Hoa thơm đua nở, tiểu yêu men theo con đường núi quanh co, chậm chậm cất bước lên đồi. Nàng đứng giữa một vùng hoa dại rực rỡ sắc màu, ngước nhìn những ngôi mộ phía xa một lúc, rồi mới lấy hết can đảm bước lại gần, tiểu yêu quỳ xuống trước mộ luy tổ, bà ơi, cháu đến thăm bà đây, nàng vừa lau bia mộ, vừa nói, bà ơi, cháu sắp lấy chồng rồi. Cháu cũng muốn đưa chàng đến thăm bà, nhưng phụ vương cháu bảo trước ngày cử hành hôn lễ, cháu và chàng không được gặp nhau ngày mai cháu sẽ đưa chàng tới thăm bà tiểu yêu lặng lẽ nhổ cỏ trên ngôi mộ bất giác nước mắt tuôn trào từ nhỏ đến lớn mỗi lần đi viếng mộ nàng đều đi cùng chuyên hút có hắn ở bên nàng sẽ vơi bớt đau buồn đây là lần đầu nàng đi viếng mộ một mình bao kỷ niệm xưa cũ bỗng nhiên ùa về lúc bà ngoại hấp hối mẹ và bác gái của nàng túc trực bên giường bà suốt đêm Dì Chu Du sắp xếp để nàng và chuyên Húc ngủ chung giường, cho dì tiện chăm sóc. Dù Tiểu Yêu cũng hiểu rằng bà ngoại sắp chết, nhưng vì chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt nên nàng không có nhiều cảm xúc với cái chết. Chuyên Húc thì khác, huynh ấy đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự vẫn. Vừa chào đời huynh ấy đã được bà đón về nuôi, nên tình cảm huynh ấy dành cho bà rất sâu sắc huynh ấy sợ hãi và buồn bã hơn tiểu yêu rất nhiều đêm đêm huynh ấy thường giật mình tỉnh giấc vì sợ bà sẽ bỏ ra đi lúc huynh ấy ngủ say mỗi lần bừng tỉnh sau cơn mê huynh ấy không sao ngủ tiếp được nữa có lúc chỉ là vô tình nhưng cũng có lúc tiểu yêu bị huynh ấy cố ý đánh thức đã thành thói quen mỗi lần bị đánh thức tiểu yêu lại ôm chặt chuyên húc vỗ nhẹ vào lưng huynh ấy dỗ dành huynh ấy như cách mà mẹ thường dỗ dành nàng mặc dù buồn ngủ díu cả mắt nàng vẫn ngâm nga những câu ca dao quen thuộc đêm đó chuyên húc lại giật mình tỉnh giấc mặc xong y phục huynh ấy lay nàng dậy bà sắp chết rồi huynh ấy cầm sẵn áo khoác cho tiểu yêu nhưng tiểu yêu buồn ngủ quá cứ rúc vào chăn ấm huynh gặp ác mộng phải không để muội hát cho huynh nghe chuyên húc bảo tiểu yêu ngoan nào đừng ngủ nữa muội phải ăn mặc chỉnh tề đi gặp bà lần cuối đừng để bà lo lắng sau này chuyên húc vừa nói vừa khóc tiểu yêu vội vàng bật dậy vừa mặc áo vừa nói đứng khóc muội dậy rồi đây tiểu yêu chọc chuyên húc huynh mau nước mắt thật đấy nhìn muội này muội có bao giờ khóc đâu chuyên húc xấu hổ quay mặt đi tiểu yêu vội chữa chỉ có trời biết đất biết huynh biết muội biết muội thề không nói với ai tiểu yêu vừa mặc xong quần áo thì di chu du chạy vào Dì định vào đánh thức hai đứa, không ngờ hai đứa đã nắm tay nhau chờ sẵn ở cửa. Dì không suy nghĩ nhiều, dắt hai đứa ra ngoài, chúng ta đi gặp hoàng hậu nương nương nào. Các cháu hãy nhớ, lát nữa nương nương nói gì, các cháu đều phải lắng nghe và ghi nhớ, vào phòng bà, mẹ và bác gái mỗi người ấm một đứa đặt hai bên giường, bà ngoại đặt tay tiểu yêu vào tay chuyên hút, các cháu là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng quá ư bất hạnh dù người đời đối xử với các cháu ra sao các cháu không được quên các cháu là người thân thiết nhất của nhau dù xảy ra bất cứ chuyện gì các cháu cũng không được bỏ rơi nhau phải biết quan tâm săn sóc lẫn nhau trong cuộc đời chỉ cần có một người là chỗ dựa là người mà ta có thể tin cậy thì khó khăn thử thách nào ta cũng vượt qua được bà ngoại vừa dứt lời cơn ho dữ dội ập đến bàn tay gầy guộc của bà siết chặt tay chuyên hút và tiểu yêu tiểu yêu thầm nghĩ chết tức là sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại nếu vậy từ nay về sau bà ngoại sẽ không kể chuyện cho nàng nghe nữa cũng không bênh nàng khi nàng bị chuyên hút bắt nạt nữa nghĩ vậy, nước mắt nàng chảy xuống như mưa, nàng gọi, bà ơi, bà đừng chết, cháu không muốn bà chết, chuyên hút không hề khóc, huynh ấy trầm tĩnh như người lớn. Huynh ấy nói với bà, cháu xin ghi nhớ lời bà dạy, bà ngoại nhìn tiểu yêu chăm chú, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng nàng không hiểu những lời bà vừa nói có ý nghĩa gì nàng chỉ biết khóc bà ơi cháu không muốn bà chết không muốn bà chết bà ngoại định nói gì đó nhưng cơn ho dữ dội lại ập đến khiến bà không thể nói những câu hoàn chỉnh chuyên húc cuống quýt bẹo tay tiểu yêu tiểu yêu đau quá đưa tay lên giữ tai và im bặt không khóc nữa chuyên húc nhìn nàng giành giọt bảo bà bảo rằng chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng bất hạnh dù người đời đối xử với chúng ta ra sao, chúng ta không được quên mình là người thân thiết nhất của nhau. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được bỏ rơi nhau, phải biết quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Muội nhớ chưa, Tiểu Yêu rơm rớm nước mắt nhưng không dám gào khóc nữa, nàng ngoan ngoãn gật đầu, chuyên húc nói, "Muội nhắc lại cho bà nghe đi." Tiểu Yêu nhắc lại lời chuyên húc vừa nói. Bà ngoại nắm tay họ, nhìn họ chân chân, dường như có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng sau rốt bà chỉ nói với chuyên húc, chuyên húc không được để kẻ khác bắt nạt em cháu cháu phải bảo vệ tiểu yêu chuyên hút trịnh trọng thưa cháu nhớ rồi thưa bà cháu sẽ bảo vệ em cháu tiểu yêu hậm hực chuyên hút đánh không lại nàng lẽ ra phải là nàng bảo vệ huynh ấy không cho ai bắt nạt huynh ấy mới phải bà ngoại sai gì chu du đưa họ ra ngoài để bà nói chuyện riêng với mẹ và bác đứng ngoài cửa chờ một lúc tiểu yêu và chuyên hút bỗng nghe thấy tiếng khóc của bác gái từ trong phòng vọng ra chuyên hút kéo tiểu yêu chạy vào, bất chấp sự cản giữ của dì Chu Du. Tiểu yêu thấy bà đã khép mắt yên giấc, chuyên hút quỳ sụp xuống, nhưng huynh ấy không rơi một giọt nước mắt nào, mà kiên cường mím chặt môi, tiểu yêu gọi bà mãi nhưng không thấy bà đáp lại, thế là nàng òa khóc nức nở, cánh tay ai đó chìa ra giúp tiểu yêu dọn dẹp nốt đám cỏ dại còn lại tiểu yêu ngẩng lên, trong làn nước mắt nhạt nhòa, nàng trông thấy chuyên húc, hắn tỏ ra rất mực điềm tĩnh, bờ môi mím chặt, hệt như hồi nhỏ. Bất giác, bao nhiêu nỗi niềm trào dâng trong lòng, tiểu yêu gục đầu vào bia mộ bà ngoại, hòa khóc nức nở, chuyên húc cúi đầu nhổ cỏ, xong xuôi, hắn đến bên tiểu yêu, véo tai nàng, thôi thôi, đừng khóc nữa muội cứ khóc mãi như thế bà nội lại tưởng ta ép muội lấy chồng đấy tiểu yêu bịt tai ngẩn ngơ nhìn chuyên húc chuyên húc quay mặt đi tới trước mộ bác cả quỳ xuống lại ba lạy rồi quay sang lại gì chu du ba lạy sau đó hắn tiếp tục miệt mài nhổ cỏ tiểu yêu gạt nước mắt nàng bước tới quỳ xuống vái lạy rồi quay ra lau bia mộ ai lo việc của người ấy không ai nói với ai câu nào Tiểu yêu thi thoảng nhìn trộm chuyên hút, nhưng hắn không buồn nhớn mày, dọn xong cỏ và lau sạch bia mộ của bác cả, bác gái, chuyên hút quay sang lau dọn mộ của bác hai. Tiểu yêu đi theo hắn, nàng quỳ lại bác hai, rồi tiếp tục công việc lau bia mộ, xong xuôi, nàng ngồi xếp bằng trên đất, chuyên hút vẫn khom lưng, miệt mài dọn cỏ, tiểu yêu cắn môi, quyết định lên tiếng đêm đó sao huynh biết bà sắp ra đi từ sau buổi tối hôm ấy họ trải qua bao sóng gió bao đau thương bao ly biệt nên tiểu yêu đã quên không hỏi hắn chuyên húc đáp ta cũng không rõ lúc ấy ta giật mình thức giấc cảm thấy bồn chồn hoang mang sợ hãi có gì đó không ổn chút nào lần đầu có cảm giác đó thì sáng sớm hôm sau ta nhận được tin cha ta chết trận lần thứ hai ta có cảm giác đó thì không bao lâu sau mẹ ta tự vẫn ra là vậy dọn sạch mộ bác hai xong chuyên húc đến trước mộ cha mẹ quỳ xuống tiểu yêu ra bờ suối múc nước lúc quay lại vẫn thấy chuyên húc quỳ trước mộ tiểu yêu quỳ xuống lại ba lại thưa bác cháu và chuyên húc đến thăm hai bác đây nói xong nàng vắt kiệt nước trong miếng rẻ bắt đầu lau bia mộ chuyên húc bảo để ta tiểu yêu đưa rẻ lau cho chuyên húc còn nàng ngồi nhìn nghe nói lúc mẹ chuyên húc tự vẫn máu của bác vương khắp mộ vì thế xung quanh ngôi mộ hợp táng của hai bác tịnh không có một bóng cỏ nào chỉ có những bông hoa màu đỏ rực rỡ tươi thắm chuyên húc lau bia mộ xong lạy ba lạy và nói mẹ con không giận mẹ nữa mẹ từng nói nếu ngày nào đó con gặp được người con gái khiến con muốn tặng hoa nhược mộc cho cô ấy thì con sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ con đã gặp được cô ấy mẹ à mẹ còn nói phải đưa cô ấy đến để cha mẹ xem mặt hôm nay con đã đưa cô ấy đến đây con nghĩ cha mẹ nhất định sẽ yêu mến cô ấy chuyên húc quay lại gọi tiểu yêu đến đây tiểu yêu sững sờ hồ nghi huynh định làm gì chuyên húc xòe bàn tay trên tay hắn là một bông hoa đỏ thắm nhụy hoa dài đài hoa xếp nếp xinh đẹp đó là một bông hoa rực rỡ kiểu diễm như thể vừa mới được ngắt xuống hoa nhượng mộc là hoa của cây nhượng mộc cây thần của tộc nhược thủy từ xưa đến nay chỉ có tộc trưởng hoặc phu nhân tộc trưởng tộc nhược thủy mới được cài loài hoa này tiểu yêu vẫn nhớ mẹ chuyên húc cũng luôn cài một bông hoa như thế trên tóc mãi cho đến ngày bác ấy tự vẫn bác ấy mới trao nó lại cho chuyên húc chuyên húc nói tiểu yêu muội lại đây để cha mẹ ta nhìn muội cho rõ tiểu yêu không dám nàng lùi lại phía sau chuyên húc lạnh lùng bảo nếu muội muốn hôn lễ bị hủy bỏ thì cứ đi đi tiểu yêu tức giận vo tròn nắm tay nàng lết đến bên chuyên húc trừng mắt lườm hắn chuyên húc ngắm nàng một lát rồi cài hoa nhược mộc lên tóc nàng mỉm cười gật đầu đẹp lắm Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào, tiểu yêu chưa kịp mở miệng thì đã bị chuyên hút, ấn đầu xuống, vái lại đi, họ là hai bác của nàng, nàng dập đầu lại họ không có gì không ổn, nhưng cùng chuyên hút làm việc đó, khiến nàng có cảm giác, họ đang thực hiện nghi thức vái lại trong lễ thành hôn, tiểu yêu hỏi, chuyên hút, rốt cuộc huynh muốn dì chuyên hút chẳng buồn để ý đến nàng hắn đứng lên bước tới ngôi mộ của cô hành bắt đầu công việc dọn dẹp tiểu yêu muốn gỡ hoa nhược mộc xuống nhưng đây là di vật của bác nàng nàng không dám cũng không nỡ nàng xông đến chỗ chuyên hút vì đây là mộ của mẹ nàng nên nàng cảm thấy rất tự tin nàng quát lớn chuyên hút đừng giả đò câm điếc rốt cuộc huynh muốn gì hôm nay trước mặt mẹ muội mẹ huynh bà ngoại và các bác chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện đi chuyên húc lạnh lùng liếc nhìn nàng chờ ta dọn sạch mộ cô hành đã cơn giận của tiểu yêu lập tức xẹp xuống nàng ngoan ngoãn ngồi nhìn chuyên húc làm việc lòng bồn chồn không yên dọn xong cỏ lau xong bia mộ chuyên húc đào một cái hốc lớn bên mộ a hành chôn một thanh đao xuống mộ tiểu yêu tò mò hỏi huynh chôn thứ gì vậy thanh đao cha muội thường dùng được gọi là si vu đao những kẻ căm ghét cha muội từng chém giết lẫn nhau vì muốn tranh giành thanh đao này ta sai người đem đến đây chôn cạnh mộ mẹ muội từ nay chỉ cần tới đây là muội có thể thăm viếng cả cha lẫn mẹ tiểu yêu xúc động nhưng không biết phải nói gì chuyên húc dùng linh lực chỉnh trang lại ngôi mộ sau đó hắn vẫy tay gọi tiểu yêu tiểu yêu quỳ trước mộ chuyên húc cũng quỳ xuống Hắn nói, thưa cô chú, hôm nay tiểu yêu sẽ kết hôn với đồ sơn cảnh. Hai người yên tâm, cậu ta rất khá, sẽ chăm sóc tiểu yêu chu đáo, tiểu yêu không tin vào tay mình. Chuyên húc nói, sao không vái lại cha mẹ muội tiểu yêu và chuyên húc cùng nhau lại ba lại tiểu yêu đứng lên, nàng phải về thay y phục nàng chạm tay vào hoa nhược mộc định gỡ xuống chuyên hút nói bông hoa này đã thuộc về muội hãy giữ gìn cẩn thận nó không chỉ là thần khí mà còn là tín vật của họ nhược Thủy giữ nó muội có thể điều động binh lực của Tộc nhược Thủy bất cứ lúc nào tiểu yêu mềm lòng nàng nói huynh huynh rốt cuộc đến để uống rượu mừng chúc phúc cho muội hay là hay là huynh biết rõ bác gái muốn huynh trao bông hoa này cho người sẽ là vợ huynh kia mà chuyên húc hỏi muội có muốn lễ cưới hôm nay được diễn ra thuận lợi không tiểu yêu thẳng thắn đáp muốn chỉ cần muội hứa với ta một chuyện thì từ nay về sau ta sẽ chỉ là anh trai của muội tiểu yêu lập tức nhận lời muội đồng ý vừa dứt lời nàng lập tức cốc vào đầu mình và vội chữa nhưng huynh phải nói xem đó là chuyện gì đã hãy cài bông hoa này suốt đời, đơn giản vậy thôi sao? Tiểu yêu chạm tay vào bông hoa nhược mộc trên tóc, ngẫm ngợi một lát, đáp, được, muội hứa. Lúc cử hành hôn lễ cũng không được gỡ xuống, tiểu yêu trao mày, huynh đừng quá đáng. Ta là vua một nước. Ta nhân nhượng nhiều rồi đó, ngữ khí lạnh lùng, mặt hắn, không chút biểu cảm, tiểu yêu. Dậm chân bình bịch, cài thì cài muội sẽ coi như đó là món quà của bác gái tặng muội chuyên hút cười tùy muội miễn là muội luôn luôn cài nó trên tóc tiểu yêu ngẩng nhìn mặt trời giờ lành sắp đến rồi muội phải về chuẩn bị đây nói đoạn nàng chạy thục mạng quay về nhưng chưa được bao xa nàng lại chạy thục mạng trở lại đến trước mặt chuyên húc nàng vừa thở hổn hển vừa hỏi từ nay về sau huynh vẫn là anh trai muội người anh mà bà ngoại dặn dò phải chăm sóc muội đúng không đúng nói lời phải giữ lời đấy nhé chuyên húc đưa mắt nhìn sáu ngôi mộ của người thân ta dám nuốt lời sao tiểu yêu thè lưỡi muốn cười nhưng nước mắt nàng lăn dài trên má nàng chìa ngón út ra chuyên húc ngoắc tay nàng Hồi nhỏ, họ thường ngoác tay nhau thề thốt khi cả hai giấm dúi nghịch ngợm, phá hoại thứ gì đó, tiểu yêu vừa lau nước mắt, vừa quay đầu chạy. Nàng vừa chạy vừa gọi lớn, chuyên húc, đừng đến muộn, chuyên hút dõi theo tiểu yêu, mãi cho đến khi bóng nàng khuất dạng nơi sườn núi, hắn mới chuyển ánh nhìn về phía sáu ngôi mộ nơi những người thân của hắn và tiểu yêu an nghỉ. Đến lúc này, Chuyên Húc đã hoàn toàn tin những lời Phong Long nói trước khi chết là sự thật. Cảnh không hổ là người nghĩ ra kế sách bỏ Hiên Viên Sơn, chiếm Thần Nông Sơn. Cảnh biết rằng, khắp trong thiên hạ này, nếu có một nơi mà Tiểu Yêu có thể cử hành đám cưới xuân sẻ với cậu ta thì đó chỉ có thể là Hiên Viên Sơn, ngọn núi này lưu giữ toàn bộ kỷ niệm vui vẻ của Chuyên Húc và Tiểu Yêu thuở nhỏ cũng chính tại ngọn núi này khi vẫn chỉ là một chú nhóc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuyên húc đã mất cha tận mắt chứng kiến mẹ tự vẫn đau đớn vì bà nội qua đời buồn bã tiễn cô ruột lên đường ra trận cũng chính tại nơi này chú bé chuyên húc cô độc bơ vơ bất lực đừng nhìn tiểu yêu bị đưa đi nơi khác hiên viên sơn rộng lớn là thế vậy mà không có chỗ cho tiểu yêu Hắn không trách ai, chỉ giận mình quá nhỏ bé, yếu đuối, khi tin tức cô hành chết trận loan về, hắn đã quỳ trước mộ bà nội và cha mẹ suốt đêm. Hắn biết tiểu yêu chắc chắn rất đau lòng. Hắn ước gì có thể đón muội ấy về, để ngày đêm chăm lo cho muội ấy, giống như muội ấy từng chăm sóc hắn vậy. Nhưng, hắn bỗng nhận ra ánh mắt hàn học, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, của người chú rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao cô hắn bảo rằng hắn không thể chăm sóc tiểu yêu chính trong đêm đó hắn đã thề với lòng mình và thề với tất cả những người thân yêu đã chết của hắn rằng hắn quyết không để mất đi người thân cuối cùng của hắn hắn sẽ trở nên lớn mạnh lớn mạnh tới mức không kẻ nào có thể phương hại đến người thân duy nhất của hắn hắn sẽ đến ngọc sơn đón tiểu yêu và sẽ bảo vệ chăm sóc muội ấy nhưng cuộc đời thật éo le hắn quyết tâm lên đường để không đánh mất tiểu yêu nhưng khi đã vượt qua muôn trùng gian khó trải qua vô vàn hiểm nguy và đến được đích cuối cùng thì hắn lại để mất tiểu yêu chuyên húc khẽ nói với những người thân của hắn và tiểu yêu xin lỗi mọi người vì con không giữ được lời thề năm xưa con buộc lòng phải nhường cho người đàn ông khác chăm sóc tiểu yêu của chúng ta cậu ấy tên là đồ sơn cảnh tính tình hiền lành trông tuệ hơn người lại một lòng một dạ với tiểu yêu chắc chắn cậu ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng Xin mọi người đừng lo lắng, gió nhẹ dì rào, bốn bề quạnh vắng, một vùng hoa dại thắm nở, nhưng chẳng xua nổi bầu không khí hoang vắng, cô tịch nơi đây, hàng nghìn năm đã trôi qua, bao nhiêu âm mưu tranh ngôi đoạt vị, bao nhiêu chiến tranh, giết chóc, người thân của hắn đều đã thành những bộ xương trắng, nhưng, dẫu vậy, hắn và tiểu yêu đã sống sót, không những thế họ còn rất khỏe mạnh và yên ổn chuyên hút quay bước dáng vẻ ung dung tự tại bước đi vững vàng hướng về con đường mòn ngập nắng miêu phủ giúp tiểu yêu chỉnh trang lại lễ phục cô dâu lần cuối đẹp quá rất đẹp tiểu yêu ngắm mình trong gương, mỉa mai, lần thứ ba mặc áo cô dâu rồi đó, miêu phủ cười, bảo, lần này nhất định sẽ suôn sẻ, tiểu yêu hỏi, khách mời là những ai vậy, miêu phủ lắc đầu, bệ hạ và công tử rất kín tiếng, em chỉ biết rằng số lượng quan khách không nhiều, bởi vì nhà bếp chỉ chuẩn bị tiệc rượu cho khoảng 10 người, tiểu yêu thở phào, vậy thì tốt, tiếc nhạc hỉ vang lên, thị nữ tới thúc giục cô dâu, miêu phủ đội mũ phượng cho tiểu yêu, chuỗi ngọc rủ xuống xuống, lấp lánh. Gương mặt tiểu yêu thoáng ẩn thoáng hiện. Mưu phủ dìu nàng, uyển truyền cất bước, gần bước vào đại điện, tiểu yêu có cảm giác ai đó đang đứng cạnh nàng, nhưng nàng không thể nghiêng đầu nhìn người đó. Đang căng thẳng, nàng bỗng thấy người đó khẽ nắm tay mình, là cảnh. Tiểu yêu vững tâm hơn, nàng mím môi cười, hai người cùng sóng bước vào gian chính điện của chiêu vân điện nhìn qua chuỗi ngọc che mặt nàng thấy hoàng đế ngồi ở chính giữa bạch đế ngồi bên trái chuyên húc ngồi bên phải ngay bên dưới chuyên húc là vị trí của a niệm còn bên dưới bạch đế là chỗ ngồi của a tệ và liệt dương tiểu yêu thoáng sững sờ nàng chẳng màng đến lễ nghi vén chuỗi ngọc rủ trước mặt lên hỏi ông ngoại sao ông lại ở đây hoàng đế vờ như không vui sao cháu hỏi thế không hoan nghênh ta à không không phải dĩ nhiên là không phải vậy cháu nghĩ chuyên húc đến dự thì ông phải ở nhà cháu đang giàu dĩ vì tiếc đây hoàng đế cười bảo ta và chuyên húc chia ra đi riêng chờ cháu hoàn thành xong các nghi thức ta sẽ quay về ngay không sao đâu nhìn cảnh tượng cả ba vị vua cùng tập trung tại một nơi tiểu yêu cảm thấy thật kỳ lạ nhưng cũng thật hạnh phúc viên quan chủ trì nghi lễ bắt đầu sướng đọc cảnh và tiểu yêu bắt đầu thực hiện các nghi thức một lạy trời đất hai lạy cha mẹ tiểu yêu và cảnh quỳ xuống vái lại hoàng đế và bạch đế giơ tay cho phép họ đứng lên ba vợ chồng lại nhau lúc này tiểu yêu mới nhìn rõ cảnh nhưng nàng xấu hổ không dám nhìn chàng hàng mi cụp xuống viên quan tuyên bố nghi thức kết thúc tiểu yêu cảm thấy choáng váng nàng và cảnh đã thành vợ chồng ư vậy tiếp theo họ phải làm gì quan thị giả và thị nữ bắt đầu bày tiệc rượu bạch đế nói lát nữa hoàng đế bệ hạ và chuyên húc sẽ ra về cả nên mọi mọi người cứ thoải mái không cần câu nệ khách sáo tiểu yêu và cảnh cũng lại đây và ngồi xuống đi cảnh tháo mũ chùm đầu của cô dâu nắm tay tiểu yêu đến ngồi cạnh bạch đế cảnh rót rượu cùng tiểu yêu kính rượu hoàng đế họ lần lượt mời rượu hoàng đế và bạch đế cả hai vị đều vui vẻ uống cạn lúc mời rượu chuyên húc tiểu yêu có phần lo lắng nhưng chuyên húc và cảnh tỏ ra rất mực điềm tĩnh cảnh cung kính mời rượu chuyên húc Chuyên Húc nâng chén, nói với Cảnh: "Ta mượn kế sách của cậu, cậu đoạt thứ quý giá nhất của ta, chúng ta không ai nợ ai." Chuyên Húc cạn chén. Cảnh cúi đầu thi lễ, tạ ơn bệ hạ, đến lượt Tiểu Yêu mời rượu Chuyên Húc. Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu Yêu ngửa cổ, uống cạn ly rượu, tỏ lòng kính trọng. Chuyên Húc cũng cạn chén, "Chúc phúc Tiểu Yêu và Cảnh, chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long." Tiểu Yêu ngẩn ngơ nhìn Chuyên Húc, nàng có thể cảm nhận tấm lòng chân thành trong lời chúc phúc của Chuyên Húc. "Chuyên Húc ôn tồn, "Muội phải bình an thì thiên hạ của ta mới có ý nghĩa." Tiểu Yêu rơm rớm nước mắt, nàng nghẹn ngào, "Huynh, huynh cũng phải bình an." Tiểu Yêu nắm tay Cảnh tới trước mặt Liệt Dương và Tệ Quân, cảnh thi lễ, Tệ Quân lập tức đứng lên, né tránh. Nhưng tiểu yêu giữ tệ quân lại. Cảnh nói, tôi cúi chào hai huynh với tư cách là chồng của tiểu yêu, tệ quân đành đứng đó nhận lễ của cảnh. Trong khi liện dương vẫn ngang tàng ngồi đó, cao ngạo tiếp nhận nghi thức kính rượu của cảnh và tiểu yêu, sau khi cạn chén, tệ quân nói với tiểu yêu, cha mẹ muội chắc chắn sẽ rất vui mừng, tiểu yêu và cảnh đến chỗ A niệm a niệm vội đứng lên tiểu yêu cười bảo tuy muội là hoàng hậu nhưng hôm nay là tiệc gia đình muội là em út muội phải mời rượu ta và cảnh a niệm mỉm cười liếc nhìn cảnh rồi nói với tiểu yêu chị gái anh rể hôm nay muội không thể bỏ qua rượu mời của hai người tiểu yêu rót rượu cảnh mời a niệm A niệm vui vẻ uống cạn, rồi nói chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long. A niệm rót một ly rượu mời tiểu yêu. Năm xưa chị đánh muội một trận, bày ra hai con đường để muội chọn lựa. Nhưng không ngờ sau rốt, cả hai ta đều chọn đi con đường thứ ba. Chị là người chị tốt bụng, lúc nào cũng bảo vệ, chăm lo cho muội nhưng muội cũng có thể không hổ thẹn mà khoe rằng muội cũng là một cô em gái tuyệt vời tiểu yêu tươi cười không nghĩ ngợi nhiều đón lấy ly rượu của a niệm uống cạn tiểu yêu và cảnh mời rượu xong cũng là lúc hoàng đế và chuyên húc chuẩn bị ra về mọi người cùng đứng lên tiễn họ ra cửa Tiểu Yêu đột nhiên gọi, "Chuyên Húc, muội nói riêng mấy câu với huynh được không? Mọi người đi trước." Chuyên Húc và Tiểu Yêu đi chậm lại phía sau, Tiểu Yêu nói, "Muội nghe nói, dưới sức tấn công như vũ bão của Nhục Thu, quân đội Cộng công sắp tan rã đến nơi." "Ta dốc toàn lực của đế quốc hiên viên chỉ để tấn công một vùng đất nhỏ bé, thì thắng lợi là tất yếu, vấn đề chỉ ở chỗ phải trả giá lớn đến đâu mà thôi." ta những muốn giảm thiểu hy sinh mất mát nhưng cái chết của phong long khiến ta buộc phải tiêu diệt cộng công bằng bất cứ giá nào huynh huynh có thể tha cho tương liễu không chuyên húc rất bất ngờ liền hỏi y giết phong long lẽ nào muội không muốn trả thù cho phong long giết y phong long cũng đâu thể sống lại chuyên húc trầm ngâm nhìn tiểu yêu tiểu yêu nói muội biết sẽ khiến huynh khó xử nhưng muội chưa khi nào cầu xin huynh điều gì, đây là lần đầu và cũng là lần cuối muội cầu xin huynh. Tương liễu chính là phòng phong bội, đúng không, chuyên húc hỏi tiểu yêu, nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy hắn rất chắc chắn điều mình vừa nói, tiểu yêu cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, nàng lặng lặng gật đầu. Thì ra là vậy, chả trách ta luôn cảm thấy có thấy một số chuyện rất kỳ lạ. Giờ thì ta đã hiểu cả không lẽ muội và y vẫn còn qua lại muội và y đã cắt đứt quan hệ đời này kiếp này muội sẽ không gặp lại y và chắc chắn y cũng không muốn gặp lại muội nữa nhưng dù y đối xử với muội ra sao muội muội vẫn mong y được sống chuyên hút khẽ thở dài vì tương liễu giết phong long nên ta buộc phải trả thù cho họ xích thủy và họ thần nông cũng là để xoa dịu các dòng họ ở trung nguyên nhưng, chỉ cần tương liễu chịu đầu hàng, ta sẽ cho y một cơ hội biến mất, biến mất tức là không chết. Chuyên húc đã chấp thuận lời cầu xin của tiểu yêu. Nàng cười thật tươi, cảm ơn huynh. Đừng cảm ơn vội. Ông nội và ta đã nhiều lần chiêu hàng tương liễu, thậm chí ta còn cho phép y tùy ý đưa ra điều kiện, nhưng y kiên quyết không chịu phản bội cộng. Công thực ra từ trước đến nay không phải ta không buông tha cho y mà là y không buông tha cho ta nếu y nhất quyết muốn một trận sống chết ta cũng không thể để nhục thu và các tướng lĩnh khác vì nhân nhượng y mà mạo hiểm tính mạng mạng sống của họ cũng quý giá không thua kém mạng sống của y tiểu yêu cắn môi khẽ nói muội hiểu chuyên hút vỗ vai nàng động viên y có sự chọn lựa của y muội cũng đã làm tất cả những gì có thể dù kết cục có thế nào muội cũng nên quên hết mọi chuyện đi tiểu yêu gật đầu chuyên hút lên xe mây tiểu yêu căn dặn huynh hãy giữ gìn sức khỏe chuyên hút lặng nhìn bông hoa nhược mộc trên tóc tiểu yêu bình thản đáp ta hứa không phải chỉ vì bản thân hắn mà còn vì tiểu yêu chuyên húc mỉm cười với cảnh ta giao tiểu yêu cho cậu đó cảnh cuối người thi lễ xin bệ hạ yên tâm chuyên húc đóng cửa thúc giục phu xe đi thôi xe mây vút lên không trung tiểu yêu dõi mắt nhìn theo hai đường xe mây của hoàng đế và chuyên húc thị vệ của họ đưa họ đi theo hai hướng khác nhau đế vương là như vậy mặc dù họ là những người thân thích mặc dù họ tin tưởng lẫn nhau nhưng vẫn ai đi đường nấy giống như loài chim én có thể bay theo đàn đông đúc, nhưng chim ưng bao giờ cũng bay một mình, tiểu yêu khẽ thở dài, từ nay về sau, thần nông sơn sẽ cách xa cuộc sống của nàng. Nàng không còn là cô cháu gái được hoàng đế thương yêu bao bọc, cũng không còn là cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh chuyên hút nữa. Tiểu yêu đưa mắt nhìn cảnh, khẽ ngả đầu vào vai chàng. Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là vợ chàng đèn được đốt bằng dầu hoa mộc tê nên lúc này hương hoa nồng đượm tỏa lan trong không gian tiểu yêu bất giác thúc chim hồng bay theo đèn hoa lúc thả đèn tiểu yêu đã không nguyện cầu điều gì bởi từ nhỏ đến lớn mọi lời nguyện cầu của nàng đều tan nát tả tơi nàng không dám mong cầu không dám cầu nguyện điều gì nàng luôn có cảm giác nếu ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của nàng chắc chắn ông ta sẽ hủy hoại hết thảy vì thế lúc này nàng dõi mắt nhìn theo chiếc đèn hoa thầm nói cảnh em đã trồng cây mộc tê trên đỉnh tiểu nguyệt khi nào cây trổ hoa em sẽ hát cho chàng nghe chim hồng của tiểu yêu đột ngột kêu lên thất thanh rồi vừa lao đi như điên dại vừa kêu gào thảm thiết vì quá bất ngờ, Tiểu Yêu suýt nữa bị hất tung khỏi lưng chim, nàng hoảng hốt túm chặt dây cương, Miêu phủ sợ hãi kêu lên: "Tiểu thư ơi, tiểu thư, Miêu phủ muốn đuổi theo tiểu yêu để kìm giữ con chim hồng đã hóa điên hóa dại, nhưng nó bay quá nhanh, nàng không sao theo kịp. Chim hồng đâm bổ sang trái, lao đầu sang phải, lúc thì bay vút lên cao, lúc thì cắm thẳng xuống vực sâu, lúc lại đau đớn lộn nhào điên cuồng." tiểu yêu bị văng ra khỏi lưng chim nàng vội túm chặt lấy dây cương lộn nhào điên cuồng cùng chim hồng nàng giống hệt một chiếc lá lơ lửng trôi giữa từng không những tiếng la hét thất thanh văng vẳng bên tai có ai đó gào lên người đâu người đâu vương phi ly nhung thét lớn tiểu yêu hãy bám thật chặt dù thế nào cũng không được buông tay vương phi không chờ thị vệ tới ứng cứu nàng chịu gọi tọa kỵ của mình rồi lập tức thúc tọa kỵ đuổi theo tiểu yêu nhưng con chim hồng dường như đã hoàn toàn điên dại, nó dốc toàn bộ sức lực cho lần trao liệng cuối cùng, nó bay nhanh như chớp giật, và hoàn toàn mất phương hướng, bởi thế vương phi ly nhung không thể đuổi kịp nó, tiểu yêu dáng sức mở mắt, nàng thấy những giọt máu từ mỏ của con chim nhỏ xuống. Nàng hiểu rằng con chim này không phải đột nhiên hóa điên, mà nó đã bị trúng độc vậy là kẻ đó đã lại ra tay lần này nàng thật không may có lẽ không còn đường thoát ngọn núi mà vương phi ly nhung lựa chọn cách rất xa các ngọn núi chính những ngọn núi quanh đây đều không có thị vệ canh giữ vì thế nàng không thể trông chờ đám thị vệ kịp đến cứu nàng thể chất đặc biệt của nàng chỉ cứu nguy cho nàng khi nàng rơi xuống biển, còn ở độ cao thế này, nếu rơi xuống dưới, chắc chắn nàng sẽ tan xương nát thịt. Trước mắt nàng bỗng hiện ra hình ảnh chuyên hút đầu bù tóc rối, bộ dạng thê thảm. Nàng thầm dặn lòng, không được từ bỏ, tuyệt đối không được chết. Nàng cắn rách đầu lưỡi để cơn đau thể xác xua đi, cảm giác chóng mặt, buồn nôn đang cuồng đảo trong cơ thể khi nàng bị lộn nhào giữa không. Trung nàng phải làm vậy để có thể tỉnh táo mà suy xét, tiểu yêu quan sát địa hình bên dưới, không biết con chim hồng đã bay đến đâu, bốn xung quanh đều là vách núi dựng đứng hiểm trở. Bỗng, một vạt rừng xanh biếc lọt vào tầm mắt tiểu yêu, tiểu yêu cắn răng, túm chặt dây cương, dáng sức trèo lên lưng chim. Tuy dây cương được làm từ loại da thuộc mềm mại nhất, nhưng vì lực siết quá mạnh, bàn tay tiểu yêu bị cứa rách toạc nàng càng đến gần con chim vết cứa ngày một sâu hơn máu nhỏ thành dòng chim hồng đau đớn lộn nhào mấy vòng tiểu yêu cũng bị hất tung mấy vòng sợ mình sẽ mất sức nếu bị choáng váng tiểu yêu ra sức cắn rách môi mình để duy trì sự tỉnh táo nhân lúc chim hồng không lộn nhào nữa tiểu yêu tiếp tục lần theo dây cương nhích từng chút một leo lên lưng chim dây cương không dài nhưng mỗi lần xê dịch là một lần máu chảy đầm đìa cuối cùng tiểu yêu cũng nhích được đến sát phần thân dưới của chim hồng nàng cắn chặt răng nới lỏng một bên cánh tay thả dây cương rồi vòng tay ôm chặt cổ chim nàng thực hiện thao tác tương tự với bên tay còn lại thật nhanh để con chim không kịp phản ứng sau khi hai tay đã ôm chắc cổ chim hồng nàng quặp hai chân vào thân chim toàn thân áp chặt vào thân dưới của con chim chim hồng đã hoàn toàn mất kiểm soát nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào một vạt rừng xanh mướt trên ngọn núi bên trái lọt vào tầm mắt tiểu yêu nàng không nghĩ ngợi thêm quyết định chọn vạt rừng đó làm điểm rơi của mình không sử dụng được đôi tay nàng đành cắn vào cổ bên phải của con chim như cách của loài thú hoang chim hồng xoay đầu sang bên trái chuyển hướng bay chừng như biết mình sắp chết con chim duỗi dài cổ kêu thương thảm thiết tiểu yêu không thể trần trừ thêm nữa nàng dùng hai cánh tay vặn thật mạnh cổ chim hồng con chim tắt thở tiểu yêu vòng tay ôm chặt cổ chim hai chân quặp chặt thân chim nàng lật người chim hồng ở dưới nàng ở trên rồi cả người cả chim cứ thế lao xuống sắc xanh của vạt rừng càng lúc càng gần đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị chạm tới sắc xanh ấy tiểu yêu thu mình nằm nép sát vào phần bụng mềm mại của chim hồng huỳnh huỳnh Huỳnh, sự va chạm gây nên những tiếng động chói buốt, như tiếng sấm gầm bên tai, trời đất quay cuồng mịt mù, tiểu yêu cảm thấy thân thể mình đau đớn tột độ, không biết nàng đã gãy bao nhiêu chiếc xương, cũng không biết khi sự va chạm kết thúc, nàng có còn sống để cảm nhận được cơn đau tột cùng ấy không? nàng chỉ biết duy nhất một việc, đó là cố gắng cuộn mình thật nhỏ, để giảm thiểu tối đa thương tổn, âm thanh chói buốt của sự va quẹt vẫn vang lên liên hồi bên tai nàng, tiểu yêu ngất đi vì đau đớn, một lúc sau, nàng bị đánh thức bởi mùi tanh, nồng của máu ngập trong không gian. Nàng gắng gượng vùng thoát khỏi vũng máu ấy, máu tươi nhuộm đỏ từ đầu đến chân nàng nàng không biết đó là máu của mình hay của con chim hồng không biết kẻ muốn hãm hại nàng có phải hinh duyệt hay không nhưng nếu kẻ đó dám ra tay giết nàng ngay tại thần nông sơn thì chắc chắn cũng đã sắp xếp đồng bọn chặn đường thoát của nàng nghĩ vậy tiểu yêu không dám chậm trễ nàng vơ vội một cành cây dập nát làm gậy trống dáng sức rời khỏi nơi này cũng may nàng từng sống đơn độc trong rừng hơn 20 năm, nàng thừa khả năng phán đoán đường hướng trong rừng sâu, núi cao. Nên lúc này, nàng chọn cho mình con đường dẫn đến chỗ có nguồn nước đã thành thói quen trong nhiều năm, bất kể đi đâu, bất kể khi nào tiểu yêu đều dắt bên mình một ít thuốc cứu mạng. Nhưng lần này bị hất văng giữa không trung, lại rơi xuống rừng cây nên toàn bộ số thuốc nàng mang theo đều mất hết nàng đành trông chờ vào may mắn gặp được những loại thảo dược thích hợp mọc trong rừng càng gần nguồn nước cỏ cây càng um tùm xanh tốt tiểu yêu tìm thấy ba loại thảo dược có thể chữa trị vết thương của nàng lúc tìm ra nguồn nước tiểu yêu mệt mỏi nằm vật ra đất thở dốc một lúc sau đó nàng cắn răng trở dậy đi xuống suối đang gột rửa vết máu và kiểm tra thân thể thì nàng nghe thấy tiếng vỗ cánh của mấy con chim trong cụm rừng sau lưng. Tiểu yêu xòe tay, cây cung màu bạc xuất hiện, lúc nàng rơi xuống và đau đớn ngất lịm, nàng tin tương liễu có thể cảm nhận được. Không biết y có hối hận vì đã để nàng cấy loại sâu độc đáng ghét đó vào cơ thể y hay không? tiểu yêu cười buồn chạm nhẹ vào cây cung tất cả trông cậy vào ngươi lúc bắt đầu kéo dây cung bàn tay nàng run lên bần bật nhưng khi dây đủ căng thì công sức bao ngày khổ luyện của nàng đã phát huy giá trị bàn tay nàng bỗng trở nên vững vàng lạ thường nàng bắn cung mũi tên bạc lao vút đi tiếng kêu thảm thiết vang lên có kẻ chửi mát may không chúng vào nơi hiểm yếu mũi tên của tiểu yêu lúc nào cũng có độc vì vậy nàng không sợ kẻ đó vẫn sống điều nàng lo lắng là nàng chỉ có ba lần bắn tên và đã dùng hết một lần mấy tên bịt mặt chui ra khỏi rừng rậm bọn chúng tổng cộng có sáu tên trông thấy tiểu yêu trong bộ váy áo lấm lem rách nát và bị thương nặng đến nỗi không ngồi thẳng được thì bọn chúng tỏ ra rất xem thường. Có lẽ bọn chúng đều nhận ra linh lực của tiểu yêu rất thấp kém, bàn tay dương cung của nàng run lẩy bẩy, cả bọn nhất loạt cười nhạo nàng, mũi tên bạc lao đi, từ thấp vút lên cao, cào rách bắp đùi một tên, rồi đâm xiên vào cánh tay của một tên khác. Bọn chúng chưa kịp nhận ra điều gì thì một mũi tên nữa lại được bắn ra. Đường đi của mũi tên này cũng kỳ quái như mũi tên khi nãy nó xoẹt qua tai của hai tên nữa để lại một vết xước nhỏ mờ đỏ rồi cắm chúng vào mắt của tên thứ ba hai mũi tên năm tên gục tiểu yêu đã gắng hết sức cung tên biến mất trong tay nàng tiểu yêu mệt mỏi nở nụ cười nàng thầm nói cảm ơn lúc này trong rừng mới vẳng tới tiếng kêu thất thanh của kẻ nào đó có độc Cẩn thận, một tên bịt mặt từ trong rừng lao ra, mũi tên có độc, số 7 đã chết, hắn chưa nói xong thì một, hai, ba, rồi năm tên lần lượt đổ xuống. Vậy là chỉ còn lại một tên không bị trúng tên và một tên vừa từ trong rừng lao ra, hai kẻ bịt mặt kinh hãi nhìn Tiểu Yêu. Bọn chúng linh lực cao cường, lại được huấn luyện bài bản, trước khi được giao nhiệm vụ, chúng đã được căn dặn kỹ lưỡng rằng Tiểu Yêu linh lực rất thấp kém. Bọn chúng đều hiểu nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng chúng không bao giờ nghĩ rằng, sự nguy hiểm lại đến từ một kẻ linh lực thấp kém như tiểu yêu, bắn hết ba mũi tên, tiểu yêu gần như đã kiệt sức, toàn thân run rẩy. Nhưng nàng vẫn nhìn hai kẻ bịt mặt chằm chằm và dơ ngang vũ khí tự vệ là cây gậy trống. Hai kẻ bịt mặt không dám xem thường tiểu yêu. Chúng tập trung toàn bộ linh lực, gườm gườm nhìn nàng đầy đề phòng, chậm chậm tiến về phía nàng tiểu yêu biết với tình trạng sức khỏe của nàng bây giờ và cây gậy nát trên tay nàng chẳng thể làm gì bọn chúng nhưng nàng luôn nhắc nhở bản thân có chết cũng phải chiến đấu đến cùng hai tên bịt mặt không để lãng phí thời gian chúng tuốt kiếm một phải một trái phối hợp xông lên chúng tấn công tiểu yêu như tấn công một kẻ địch nguy hiểm trong khi nàng đứng còn không vững chúng dốc toàn lực và không cho nàng cơ hội sống sót cây gậy trong tay tiểu yêu đứt rời thành nhiều đoạn dưới sức tấn công điên cuồng của chúng đúng vào khoảnh khắc tiểu yêu có cảm giác mình sắp bị kiếm khí xuyên qua thì bỗng một bóng người lao vào giữa hai tên bịt mặt động tác nhanh như chớp giật người đó không sử dụng bất cứ thứ vũ khí nào chỉ bằng tay không chiến đấu với những kẻ nắm trong tay vũ khí sắc nhọn nhưng người đó không hề nao núng, hắn lao đi thoăn thoát, một kẻ bịt mặt đâm kiếm vào tay hắn, nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách tránh né, không ngờ người đó xòe tay sẵn sàng đón lấy mũi kiếm. Nhưng khi mũi kiếm gần chạm vào tay hắn, cánh tay bỗng trở nên mềm dẻo như không hề có xương sống. Bàn tay uyển chuyển chuyển hướng mũi kiếm, sau đó túm chặt cánh tay của tên bịt mặt. Tên đó kêu gào thảm thiết, máu me phun trào, bàn tay của người kia như vuốt sắc cắm thẳng vào da thịt tên bịt mặt, xé đứt cánh tay của hắn, bọn họ lao vào nhau với tốc độ nhanh như chớp, Tiểu Yêu không nhìn rõ hắn là ai. Nhưng cách thức tấn công tàn bạo ấy khiến nàng nhận ra, nàng lẩm bẩm, tay trái ư, nàng thở phào và ngã lăn ra đất, hai gã bịt mặt không thua tay trái về sức mạnh, nhưng chúng chưa từng gặp kẻ nào ra tay tàn độc như hắn. Máu của cuộc vật lộn bắn khắp mặt tay trái, hắn không buồn chớp mắt, thè lưỡi ra liếm, như muốn thưởng thức hương vị của máu tươi vậy. Hai gã kia kinh hồn bạt vía, tay trái vẫn bình thản như không hắn vẫn là tay trái của những trận tử chiến trong đấu trường nô lệ ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu là phải giết kẻ trước mặt bằng mọi giá vì phải như vậy hắn mới có thể tiếp tục sống sót một lúc sau cuộc chiến kết thúc trên mặt đất có thêm hai thi thể tay trái đến bên tiểu yêu quỳ xuống tiểu yêu nói một chân của tôi gãy rồi xương sườn có lẽ cũng gãy ba bốn chiếc còn cậu thì sao cánh tay bị thương, Tiểu Yêu quẳng cho tay trái một cây thuốc, loại thảo dược này vừa có thể cầm máu, vừa có thể che giấu mùi tanh của máu. Nàng bôi thuốc cho mình xong, quay sang bảo tay trái, chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp tay trái cõng Tiểu Yêu, ngược lên phía thượng nguồn dòng suối tay trái nói, trình độ bắn cung của cô thật đáng nể, nếu kẻ bị bắn là tôi, cũng khó mà tránh được, tiểu yêu mỉm cười, thở dài, đó là vì tôi có được người thầy giỏi, giọng nói của tiểu yêu đã để lộ cảm xúc gì đó, khiến tay trái cảm nhận được, hắn hỏi, là bội à, ừ, tôi sẽ giúp huynh ấy bảo vệ cô, tay trái rất giống tương liễu ở tính cách, ân oán phân minh. Trong lòng tay trái, bội là người có ơn với hắn, hắn luôn chờ dịp báo đáp nhưng nay bội đã chết hắn chuyển toàn bộ món nợ ân tình với bội sang tiểu yêu tiểu yêu cười bảo hai người đúng là đồng loại có điều tôi và anh ta không thân thiết như cậu nghĩ đâu chạy thục mạng suốt một canh giờ tay trái bảo gần đây có hang sói Vậy hãy đi thương lượng với chúng, cho ta nghỉ tạm một đêm, hang sói vốn rất khó tìm, nhưng tiểu yêu đã có kinh nghiệm sống trong rừng hơn 20 năm, nàng rất giỏi phán đoán địa hình, tay trái lại có khứu giác tốt, nên chỉ một lúc sau, họ đã tìm ra cửa hang. Tay trái đi trước, tiểu yêu bò vào sau. Hang sói không cao, nhưng khá rộng. Bảy tám con sói con chừng mắt nhìn họ, bảy sói già vây quanh họ, tiểu yêu đang băn khoăn vì sao bọn chúng còn trần trừ chưa tấn công thì thấy một con sói lực lưỡng nằm bẹp dưới mông tai trái có lẽ đó là con đầu đàn tiểu yêu cười ngất tai trái không thông hiểu binh pháp nhưng hắn biết rằng phải tóm bằng được con đầu đàn tai trái kéo con sói đầu đàn ra ngoài có lẽ để xóa dấu vết của hai người vì cách xóa dấu vết hiệu quả nhất không gì hơn là nhờ sói đầu đàn tè cho vài bãi Lát sau, tay trái vào hang, không túm cổ con sói đầu đàn lôi. Sành sạch như lúc nãy nữa. Sói đầu đàn chui vào hang, đứng giữa bầy sói. Khoảng hai chục con sói xếp thành vòng tròn, vây quanh tay trái và tiểu yêu. Chúng rất muốn lao vào xé xác họ nhưng không dám, tiểu yêu hiểu như vậy là đã thương lượng xong nàng hỏi tay trái cậu có mang thuốc theo không tay trái lôi ra một bình ngọc và một thẻ ngọc nhỏ miêu phủ cho tôi tay trái đã quen với đời sống của một nô lệ trên người không có bất cứ thứ gì những thứ này là miêu phủ nhét vào người hắn bắt hắn mang theo bình ngọc đựng ngọc tủy nghìn năm còn thẻ ngọc to bằng ngón tay út là một miếng gỗ phù tang, tiểu yêu cười, bảo, miêu phủ thật rộng rãi, biết cậu không thèm mang theo mấy thứ như đá đánh lửa hay ngòi châm lửa, nên mới tặng cậu những thứ quý giá thế này, tiểu yêu giữ lấy thẻ ngọc, còn trả lại bình ngọc cho tay trái, hãy giữ gìn cẩn thận, những lúc nguy hiểm có thể dùng nó cứu nguy, ngọc tủy này không đủ chữa trị vết thương cho nàng. Chi bằng giữ lại cho tay trái phòng khi cần đến tay trái sống sót thì nàng mới có cơ hội sống sót, tay trái nói, lúc tôi đến đây, thấy rất đông thị vệ đang tìm kiếm cô khắp nơi. Chúng ta có nên ra gặp họ không? Cứ chờ xem sao. Tuy ông ngoại tôi rất đáng nể sợ, nhưng mấy năm nay ông sống ẩn giật, không can dự vào vấn đề phòng vệ trên thần nông sơn. Ngoài những thị vệ ở tiểu nguyệt đỉnh, thị vệ ở các nơi khác đều không phải thân tín của ông chuyên húng thì đi vắng nên tôi không biết kẻ nào đáng tin kẻ nào không biết đâu bọn họ mượn danh tìm kiếm cứu nạn nhưng thực tế lại muốn giết chúng ta thì sao chúng ta chủ động tìm đến với bọn họ biết đâu lại là đưa đầu vào dọ tay trái không nghĩ ngợi thêm hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm vật lộn ở biên giới của sự sống và cái chết hắn đã rèn luyện cho mình một tâm thế hoàn toàn bình thản trước mọi sự và, lúc nào có thể nghỉ thì phải nghỉ ngay tức khắc, không được lãng phí, tuy còn rất đau, nhưng tiểu yêu vẫn gắng chợp mắt, tay trái bỗng nhiên mở mắt, khẽ đẩy tiểu yêu, rồi trỏ tay ra ngoài, có người đến. Không biết đó là kẻ muốn cứu nàng hay muốn giết nàng. Tiểu yêu tập trung lắng nghe, tiếng bước chân rất hỗn tạp, nhưng lát sau lại thấy im ắng. Tiểu yêu vừa thở phào, chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc là Phong Long và Hinh Duyệt. Có lẽ họ đang trò chuyện ở nơi đầu gió bên ngoài hang sói. Chắc hẳn Phong Long đã đặt cấm chế, nên bọn họ thấy rằng không cần phải nói nhỏ. Trước đó tay trái đã dùng thủ thuật, nên cấm chế của Phong Long bị phá vỡ, có điều âm thanh nghe được rất nhỏ. Tiểu yêu rất quen thuộc với giọng nói của họ và nàng dòng tay nghe ngóng, mà cũng chỉ nghe được bập bõm, hình duyệt nói rất nhiều, nhưng chỉ toàn âm thanh ù ù muội điên rồi à tiếng của phong long hắn đang tức giận và kinh ngạc nên giọng nói rất to rõ ràng rành mạch muội đã đâm lao phải theo lao thôi bây giờ phải trừ khử tiểu yêu trước khi bệ hạ chưa quay về muội đã chuẩn bị chu đáo cách thoát thân, đổ mọi tội lỗi cho, giọng nói của hình duyệt ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, không biết phong long đã nói gì khiến hình duyệt tức giận, giọng cô ta đột ngột vút cao, những năm tháng huynh sống sung sướng, vui vẻ ở xích thủy, có từng nghĩ tôi đã phải trải qua khoảng thời gian đáng sợ thế nào ở thành hiên viên không? Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, căng óc nghĩ cách để lấy lòng, nịnh nọt đám tiểu thư, công tử con nhà ấy. Khi huynh chơi mệt lăn ra ngủ khì, thì tôi đêm nào cũng bồn chồn không yên và luôn giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Lúc huynh lãng nhãng chạy theo ông nội vòi quà năm mới, thì mong ước lớn nhất của tôi là cha chúng ta đừng làm phản, tôi khẩn cầu hoàng đế đừng giết tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi phải sống thân phận con tin để huynh được sung sướng an nhàn. Đã khi nào huynh giúp tôi được việc gì chưa? bệ hạ muốn lập a niệm làm hoàng hậu vì muốn giành lấy mấy mảnh đất tốt cho nhà xích thủy huynh thậm chí đã khuyên bảo tôi phải biết chấp nhận đây là lần đầu tiên tôi xin huynh giúp đỡ nếu huynh không giúp thì xéo đi dù sao từ nhỏ đến lớn tôi chưa khi nào cậy nhờ gì huynh ta khuyên muội chấp thuận để a niệm làm hoàng hậu không phải chỉ vì mấy mảnh đất mà còn vì muốn tốt cho muội huynh đi đi tôi không muốn nghe tôi sống hay chết không liên quan đến huynh giọng nói của hinh duyệt xa dần xa dần rồi tắt hẳn có lẽ cô ta đang vội vã rời đi hinh duyệt hãy nghe ta giọng nói của phong long đầy khổ sở và bất lực hắn đuổi theo hinh duyệt giọng nói mất hút tiểu yêu không nghe được câu trả lời cuối cùng của phong long nhưng nàng biết hắn sẽ nhận lời giúp hinh duyệt không phải chỉ bởi họ là anh em ruột mà còn bởi hắn nợ hinh duyệt nhờ có hinh duyệt đến thành hiên viên làm con tin hắn mới được ung dung tự tại lớn lên ở xích thủy phong long không muốn gây tổn thương cho tiểu yêu nhưng trên đời này luôn xảy ra những việc buộc chúng ta phải lựa chọn dù sau đó chúng ta có dằn vặt đau khổ đi nữa chúng ta vẫn phải lựa chọn tiểu yêu hiểu điều đó nhưng nàng vẫn khôn nguôi buồn bã Năm đó, họ đã cùng nhau hát ca dưới trăng, trong rừng mộc tê, cùng uống rượu, đùa vui kia mà. Rốt cuộc, vì cái gì mà hình duyệt nhất định muốn nàng phải chết, tay trái tổng kết, họ sẽ phối hợp với nhau giết cô. Tôi nghe thấy cả rồi. Bọn họ sẽ quay lại. Tôi biết, đám sát thủ sợ tiểu yêu trốn thoát, nên vội vã đuổi theo. Nhưng khi bọn họ không tìm thấy nàng, chắc chắn sẽ quay. Lại. Đến lúc ấy, dù tai trái có tài đánh lạc hướng thế nào, hàng sói này cũng sẽ bị phát hiện, tai trái chăm chú nhìn tiểu yêu, đợi lệnh. Tiểu yêu lắc đầu, không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giết chóc. Phong Long là kẻ có linh lực cao cường, hình duyệt cũng không thiếu tử vệ, cậu không giết được bọn họ đâu. Tốt nhất chúng ta hãy nhanh chóng bỏ trốn, Miêu Phủ từng giảng giải để tai trái hiểu rằng, nhiệm vụ duy nhất của thị vệ là bảo vệ cho chủ nhân của mình và giết người chỉ là một phần của nhiệm vụ ấy. Thế nên hắn không khăng khăng đòi giết người như trước kia nữa, mà chịu yên lặng lắng nghe những chỉ dẫn tiếp theo của Tiểu Yêu. Ngẫm ngợi một lát, tiểu yêu nói, chúng ta không thể thoát khỏi thần nông sơn, và lại, rời khỏi thần nông sơn, chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn, tiểu yêu không dám đánh giá thấp sức mạnh của sự liên kết giữa hình duyệt và phong long, vì đó là sự liên kết của họ thần nông và họ xích thủy nếu nàng ở lại thần nông sơn bọn họ sẽ không dám liều lĩnh nhưng nếu rời khỏi đây e là bọn họ sẽ không nề hà bất cứ điều gì tiểu yêu nói tiếp nơi an toàn duy nhất là tiểu nguyệt đỉnh hoặc chúng ta tìm cách về tiểu nguyệt đỉnh hoặc cố gắng cầm cự cho đến khi chuyên hút quay về trời sắp sáng tin tức nàng gặp nạn có lẽ đã được truyền đi hai ngày hai đêm nữa chuyên hút sẽ về tới có thể nói, khoảng cách giữa sự sống chết của nàng chỉ nằm trong hai ngày hai đêm này thôi, tiểu yêu nói, không thể nấn ná ở đây thêm nữa, chúng ta đi thôi, tay trái cõng tiểu yêu, nàng rên lên đau đớn. Tay trái lo lắng hỏi, cố gắng gượng nổi không, từ lưng chừng trời ngã xuống rừng cây, tuy sống sót nhưng tiểu yêu bị thương rất nặng tay trái bị thương như cơm bữa, nhưng chứng kiến tình trạng của nàng cũng không khỏi bồn chồn. liệu nàng có sống nổi không? Tiểu yêu đáp, tôi gượng được. Đừng lo cho tôi, cơ thể tôi khác với người thường, tay trái chui ra khỏi hang sói, chạy thục mạng về hướng tiểu nguyệt đỉnh, trên đường chạy trốn, tiểu yêu không ngừng quan sát xung quanh, chốc chốc nàng lại nhắc tay trái hái ít thảo dược và các loại quả chua để hai người ăn sau đó vì quá mệt không gượng nổi nữa nàng ngất đi trên lưng tai trái lúc tỉnh lại tiểu yêu thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây tai trái đang vật lộn với sáu tên sát thủ trên mặt đất đã ngổn ngang bốn thi thể cuối cùng tai trái cũng hiểu ra sự khác biệt giữa thị vệ và sát thủ sát thủ bất chấp tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tiêu diệt mục tiêu còn thị vệ phải bằng mọi giá bảo vệ sự an toàn cho đối tượng cần bảo vệ sát thủ đòi hỏi sự chết chóc thị vệ truy cầu sự sống sót tay trái cần phải đảm bảo rằng mỗi lúc hắn bận rộn tung đòn đáp trả không kẻ nào có thể thừa dịp xông vào giết tiểu yêu vì thế hắn không dám liều mình tấn công Hắn giống như một con mãnh thú bị xích lại, uy lực giảm đi rất nhiều, thương tích đầy mình, tiểu yêu đoán định hướng gió, rồi vừa ho khan, vừa vơ một ít cỏ khô, phủ lên miếng gỗ phủ tang, lại thận trọng đặt số thảo dược mà lúc sáng tai trái hái được xuống bên dưới, khói bốc nghi ngút, theo gió lan khắp khu rừng. Cẩn thận! trong gió có độc, mấy tên sát thủ không kịp trở tay, chúng loạn choạng, trao đảo, sức tấn công suy giảm, tay trái thừa cơ, xông lên tiêu diệt từng tên một, tay trái ngạc nhiên hỏi, đó là thuốc độc, tiểu yêu cười, đáp, không phải thuốc độc, thuốc độc thì phải điều chế mới có được. Thứ này chỉ có thể khiến người ta choáng váng trong chốc lát. Mấy quả vừa chua vừa đắng hồi sáng chúng ta ăn chính là thuốc giải, tay trái định dập lửa, tiểu yêu dặn dò thêm, nhặt ít cành cây ướt bỏ vào đống lửa, tay trái lập tức làm theo. Khói đen mù mịt, từ xa cũng có thể thấy rõ, tay trái cõng tiểu yêu, chạy tiếp. Tiểu yêu giải thích, đằng nào chúng ta cũng đã bị lộ, vậy hãy để khói đen dẫn đường cho các thị vệ đang tìm cách đến cứu chúng ta sự xuất hiện của họ sẽ khiến phong long và hinh duyệt không dám làm bừa thêm nữa tôi cũng không muốn bọn họ đoán ra chúng ta làm thế nào giết được mấy tên này vì khi ấy vũ khí bí mật sẽ không còn tác dụng thấy sắc mặt nàng tái dại dáng vẻ mỏi mệt tai trái bảo cô ngủ thêm một lát đi Ừ, tuy nói vậy nhưng Tiểu Yêu vẫn rất cảnh giác, nàng đưa mắt tìm kiếm những loại thuốc có thể trị thương cho tay trái và những loại cỏ độc có thể cứu nguy cho họ. Có thể kế hoạch của Tiểu Yêu đã phát huy tác dụng, vì đám sát thủ không dám đuổi theo họ giáo giết như trước nữa. Cũng có thể vì tay trái giỏi ẩn nấp, hắn vừa chạy trốn vừa xóa dấu vết rất triệt để nên đến khi trời tối tai trái và tiểu yêu không đụng phải những kẻ muốn truy sát họ tuy tiểu yêu không tỏ ra đau đớn chỉ lúc nào tai trái chạy quá nhanh nàng mới khẽ rên lên nhưng tai trái có thể cảm nhận được cơn đau tột độ của nàng sầm tối tai trái chọn một nơi kín đáo đặt tiểu yêu nằm xuống để nàng nghỉ ngơi một lát tiểu yêu hướng dẫn tai trái đắp thuốc lên vết thương Tay trái hỏi không tìm thấy loại cỏ nào trị được vết thương của cô sao tiểu yêu gượng cười cơ thể tôi rất đặc biệt hồi nhỏ tôi được ăn vô số thứ quý giá nên khi bị thương tôi hồi phục nhanh hơn người khác nhưng phàm việc gì cũng có hai mặt cơ thể tôi rất kháng thuốc linh thảo linh dược thông thường đều không có tác dụng nếu tôi bị trọng thương thì phải dùng loại linh dược tốt nhất tay trái săn được một con thỏ non hắn có thể ăn sống nuốt tươi, nhưng tiểu yêu thì phải làm thế nào? Nếu không có gì lót dạ, e là nàng không cầm cự nổi. Tay trái hỏi, quanh đây không có ai, hay là nổi lửa nướng chín, tiểu yêu mệt mỏi đáp, lúc này mà nổi lửa thì rất nguy hiểm. Đưa con thỏ cho tôi, tôi không ăn được thịt, nhưng có thể uống máu nó, tay trái cắn rách cổ thỏ, kề vào miệng tiểu yêu. Nàng dáng sức uống máu thỏ chừng được một bát lớn, thì nàng lắc đầu, không uống nữa, tay trái ngồi bên cạnh, quay lưng về phía tiểu yêu, lặng lặng dùng bữa và không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn vẫn nhớ, hôm đó trên thuyền, tiểu yêu đã đề nghị tương liễu đuổi đại bàng đi chỗ khác ăn thịt, ăn uống no nê xong, tay trái xóa sạch dấu vết, rửa sạch tay, tiếp tục cõng tiểu yêu, tiểu yêu bảo, bây giờ, chúng ta hãy chạy về phía ngược hướng với tiểu nguyệt đỉnh. Chạy chậm thôi cũng được, nhưng phải xóa sạch dấu vết, tay trái ngước nhìn bốn phía, rồi nhảy lên cây, quyết định đi trên cây, tiểu yêu giải thích để hắn hiểu, chắc chắn Phong Long và Hinh Duyệt đều biết tôi chỉ có thể náu thân ở Tiểu Nguyệt Đỉnh. Lúc trước chúng ta mải miết chạy về phía Tiểu Nguyệt Đỉnh, chắc chắn bọn họ đã cho người tập trung đuổi theo hướng đó, dốc toàn lực truy sát tôi. Chúng ta không nên lấy trứng chọi với đá, chúng ta chọn hướng ít người hơn. Chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc chuyên hút quay về là ổn. Có thể chuyên hút không đoán ra kẻ muốn giết tôi là Phong Long và Hinh Duyệt, nhưng bản tính đa nghi sẽ khiến huynh ấy không tin tưởng bất cứ ai. Chắc chắn huynh ấy sẽ điều tất cả các thị vệ ra khỏi thần nông sơn, chỉ để tâm phúc của mình ở lại, nhận thấy hơi thở của nàng có phần khó nhọc, tay trái bảo, cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần giải thích với tôi nhiều như thế đâu tôi tin vào phán đoán của cô lúc mê man kiểu yêu bỗng thấy hình ảnh tương liễu xuất hiện trước mắt nàng nói rồi sẽ tới một ngày cậu trở nên thông minh tài giỏi và cậu không cần tôi nữa tôi sẽ rất buồn nếu không được tham dự quá trình thay đổi theo chiều hướng tiến bộ ấy của cậu nên, tranh thủ khi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ lại nhảy thêm vài câu, tai trái quả nhiên rất thông minh, hắn lập tức hỏi lại, tôi sẽ giống tương liễu, tiểu yêu ú ớ đáp, tôi mong cậu sẽ giống bội, nhưng, như nhau cả thôi, dù cậu trở thành người thế nào, tôi luôn ở bên cậu, tiểu yêu lại ngất đi lần nữa, gần sáng, tai trái dừng lại nghỉ ngơi, hắn nhận thấy gương mặt tiểu yêu đổi sang sắc đỏ, chán nàng nóng bừng, tai trái gọi, tiểu yêu tiểu yêu, tiểu yêu không hề động đậy. Tay trái chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, nhưng lúc này hắn vô cùng hoang mang, lo lắng. Hắn lôi ra chiếc bình ngọc mà tiểu yêu căn dặn hắn phải cất kỹ, bón hết cả bình ngọc tùy cho tiểu yêu, tay trái không dám trễ nải, hắn cõng tiểu yêu lên và tiếp tục chạy. Trên đường đi, tay trái đụng phải hai toán thị vệ đang tìm kiếm họ. Dựa vào khứu giác và thính giác tinh nhạy của mình, hắn thận trọng né tránh, khi xung quanh không còn bóng người, tai trái gọi tiểu yêu, tiểu yêu. Tiểu yêu, nhưng tiểu yêu không có bất cứ phản ứng nào, hoàng hôn buông xuống, tay trái dừng lại vì đã kiệt sức, hắn đặt tiểu yêu nằm xuống đám cỏ mềm mại, chán nàng vẫn nóng như lửa. Tay trái không biết phải làm sao, hắn bối rối ngắt một tàu lá, ra sức quạt cho nàng, hắn cuộn lá dâm bụt lại làm cốc, múc nước cho nàng uống, cuối cùng, tiểu yêu cũng chịu mở mắt, tay trái nói, cô cố gắng lên, qua đêm nay chúng ta sẽ được an toàn, ánh mắt tiểu yêu rất yếu ớt, dường như không trông rõ tay trái, nàng gượng cười, lầm nhầm, hoa dâm bụt, cách đó không xa có một khóm hoa màu hồng nhạt, có lẽ chính là loài hoa dâm bụt mà tiểu yêu nói đến, thấy tiểu yêu yêu thích, tay trái liền đi hái cả một ôm lớn về cho nàng, tiểu yêu không nhấc nổi cánh tay, tay trái chọn ra một bông đẹp nhất, đặt vào lòng bàn tay nàng. Tiểu yêu nói, nếu ngày mai trời nắng đẹp, em sẽ gội đầu cho chàng, chàng cũng gội đầu cho em nhé. Cảnh, đừng quên sáng sớm đi hái lá dâm bụt đó, tiểu yêu đang mê man, nhưng tay trái không biết phải làm sao, hắn đành nhắc đi nhắc lại, chỉ cần qua đêm nay, cô sẽ ổn sáng mai bệ hạ sẽ tới đón cô tiểu yêu mỉm cười nhìn hoa dâm bụt nắng tắt màn đêm bao phủ không gian nước mắt tiểu yêu bỗng trào ra hoa dâm bụt đâu rồi cảnh em không thấy chàng nữa tiểu yêu đang từ từ khép mắt Tay trái không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy không thể để Tiểu Yêu nhắm mắt lại, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Tay trái cuống cuồng vơ mấy cành củi khô, ném miếng gỗ phù tang vào giữa, lửa cháy sáng. Tay trái nói: "Cô nhìn xem, hoa dâm bụt kìa." Rất nhiều hoa dâm bụt, tiểu yêu gắng gượng mở mắt, mỉm cười nhìn hoa dâm bụt, tay trái không buồn che giấu hành tung nữa, hắn nhặt củi bỏ vào đống lửa, để lửa sáng chiếu rõ hoa dâm bụt cho tiểu yêu ngắm. Hắn không quan tâm ánh lửa có dẫn lối cho đám sát thủ đến giết họ hay không, cũng không quan tâm hắn còn đủ sức chiến đấu với bọn chúng hay không ở đấu trường nô lệ mục đích duy nhất của hắn là giết đối thủ còn ở đây mục đích duy nhất của hắn là giúp tiểu yêu được thấy rõ những bông hoa dâm bụt để nàng không nhắm mắt lại may mà tương liễu đã âm thầm tác động khiến chuyên hút sớm nhận được tin dữ hắn trở về sớm hơn thời gian tiểu yêu dự đoán đống lửa của tai trái tình cờ đã giúp hắn chuyên hút lần theo ngọn lửa tìm đến và cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi ấy là bên cạnh đống lửa bừng bừng cháy sáng tay trái trong bộ y phục rách nát máu me khắp người đang không ngừng tiếp củi một khóm hoa dâm bụt đỏ rực như lửa Tiểu yêu nằm dưới khóm hoa, trên tay nàng, trên váy áo nàng vương đầy những bông hoa dâm bụt, chuyên húc băng qua khóm dâm bụt, gọi lớn, tiểu yêu, tiểu yêu đưa mắt nhìn chuyên húc, ánh mắt nàng yếu ớt, mơ màng, gương mặt đỏ dần dần, nhưng nụ cười vẫn tỏa dạng trên môi, kể từ ngày cảnh qua đời, đây là lần đầu tiên chuyên húc thấy tiểu yêu cười dạng dỡ như vậy bất giác chuyên húc thấy hắn như chàng trai trẻ trong buổi đầu hẹn hò với người yêu má hắn nóng bừng tim đập rộn ràng hắn rảo bước đến bên tiểu yêu quỳ xuống xin lỗi ta đã đến trễ ánh mắt mơ màng tiểu yêu nở nụ cười mê hồn cảnh cuối cùng chàng đã chịu quay về chuyên húc thoáng sững sờ nụ cười trên môi vụt tắt nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm tiểu yêu vào lòng siết chặt chúng ta về thôi chuyên húc bồng tiểu yêu lên xe mây tiểu yêu không cử động được nhưng nàng vẫn gắng gượng áp chặt má vào ngực chuyên hút cảnh em nhớ chàng lắm rất nhớ Chàng đừng đi, đừng đi, chuyên húc đặt tay lên lưng tiểu yêu, truyền linh lực bảo vệ trái tim yếu ớt của nàng, gương mặt mệt mỏi, tiểu tụy của chuyên húc không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thẫm đen của hắn đượm nỗi bi thương, giọng hắn dịu dàng mà kiên định, ta không đi đâu cả, tiểu yêu, ta sẽ không rời xa muội, mãi mãi không xa muội, lắng nghe tiếng trái tim chuyên húc đập rộn ràng, tiểu yêu cảm thấy yên lòng hơn vậy là cảnh đang ở bên nàng chàng đang ở bên nàng